Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì những ai chưa biết, mình là một seller bán hàng sách tay. Facebook của mình là Phúc Bà Hai Gác. Còn không, các bạn vào cái bài của mình, bài của mình là bài Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bài, các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng Messenger. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào đó thì các bạn nhắn tin vào đó. Mình sẽ gửi hình chi tiết và báo giá cho các bạn luôn. Quay lại video, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái nón đến từ thương hiệu Gucci. Thì trước đó mình đã làm Gucci con ong rồi. Hôm nay mình sẽ có một phiên bản đặc biệt hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái nón này luôn nha. Trên tay mình là một cái nón kết, nón gọi là nón lưỡi chai của thằng Gucci mọi người. Và đây là phiên bản mới của nó, phiên bản này là phiên bản con hổ, là năm 2022 là năm của con hổ mọi người. Thì nó làm cái họa tiết hình con hổ rất là đẹp luôn. Và cái phiên bản này mình thấy nó có nhiều họa tiết lắm, có loại thì nó bằng vải hết luôn. Còn cái em này là bằng da và bằng vải nha mọi người ha. Còn cái thằng kia thì bằng vải hết luôn. Mình có để cái hình cái bên cho mọi người xem. Tại vì do hàng nó về trong ngày mọi người thì mình đã đi giao hết rồi. Thì có cái này á, nó có hộp nữa nhưng mà mình không lấy hộp về. Nhưng mà có nhiều khách thì người ta cần mua hộp thì mình sẽ lấy hộp về, nhưng mà cái giá nó sẽ cao hơn nha mọi người. Nó có một cái dustbag bằng vải hình con này luôn, con cọp luôn. Mà bây giờ nói chung là hải quan nó hơi khó mọi người, thành ra là mình phải nợ lại cái dustbag của khách. Và đây mình đang có một cái nón này. Thì cái nón này là cái size của nó là size S nha mọi người. Ở bên trong nó sẽ có một cái size, nó sẽ ghi cho các bạn là size S nè. Đó, và cái size S này là 57cm. Thì có nghĩa là khi mà các bạn mua nón bên mình đó, các bạn phải đo cái size đầu. Thì cái cách đo size đầu rất là dễ. Các bạn chỉ cần dùng một cái sợi chỉ hay là một cái sợi gì đó cũng được. Chúng ta quấn ngay cái đầu, ngay cái phần mà chúng ta đội đó mọi người. Rồi chúng ta dùng cái kiểu giống như là khi chúng ta quấn rồi đúng không, thì chúng ta để cái phần đó lên một cái thước kẻ, thì chúng ta biết được là nó bao nhiêu cm. Thì ví dụ như 57 hay là 56 gì đó thì chúng ta mua cái size S. Thì còn nó có size S, size M, size L. Thành ra các bạn nhớ gọi là đo giùm mình trước khi mà chúng ta mua nón của chị ha. Tại vì nón này nó không có phải là free size giống như là những cái hàng khác. Ở đây thì nó cũng có một cái phần mà tăng đơ đó mọi người, nhưng mà mình thấy là nó chỉ làm cho đẹp thôi. Còn khi mà các bạn tăng đơ thì cũng được, nhưng mà cái phần này nè nó là bằng da mọi người, thành ra là khi mà các bạn mà tăng đơ nó to nhỏ nó sẽ dễ bị hư cái phần này lắm, nó dễ xấu. Thành ra là Gucci nó sẽ thiết kế cho cái vòng size của mình là size 50 mấy, để chúng ta mang đúng cái size đầu của mình luôn thì nó sẽ đẹp cái nón hơn, đẹp cái form nón hơn luôn. Thì bên đây nó sẽ có một cái họa tiết hình con cọp mọi người thấy không, đó hình con cọp nè. Ở dưới cái vành nó cũng có hình con cọp luôn đó. Thì ở bên đây nữa nè mọi người, nó sẽ có một cái miếng da và nó có cái logo của thằng Gucci quen thuộc mọi người ha, cũng là bằng da luôn. Thì cái phiên bản này mình thấy là rất là đẹp và rất là hot luôn mọi người. Nó chỉ sản xuất chắc mình nghĩ là limited thôi, tại vì nó là 5 con cọp, thành ra nó sản xuất riêng cho cái mẫu này thôi. Thành ra là các bạn nếu mà thích con cọp thì mà mua liền đi, chứ không để lúc mà nó hết là không có mua được nha mọi người. Và đây nó có cái tag của nó là mọi người nè, tag của chị. Để bây giờ mình thử, mình đổi lên thử nha, mình coi thử là cái size của mình là có đúng cái size 57 hay không. Bây giờ mình đang thử lên rồi nhưng mà nó không có được, do nó rất là nhỏ. 57 đối với mình rất là nhỏ luôn. Chắc cái đầu của mình là chắc phải là size M, size L nè. Khi mình để lên đó thì nó rất là nhỏ mọi người, nó không có vừa đó, nó chật lắm. Thành ra là các bạn mua các bạn hãy để ý cái size này ha mọi người ha. Còn cái phần này nè, nếu mà các bạn không đo đúng size mọi người, đó nó sẽ không có tăng đơ được. Tăng đơ thì cái kiểu như là khi mà các bạn tăng đơ ở đây các bạn gập xuống thì nó sẽ rất là xấu mọi người, hiểu không? Đó, thành ra là các bạn phải chọn đúng cái size đầu. Nó thiết kế là riêng cho cái thằng này, nó làm giống như là kiểu nón thôi, chứ thật ra là nó tăng đơ là mình thấy là nó không có cái phần tăng đơ. Đó, thành ra là mọi người để ý ha. Bây giờ mình sẽ thử nới rộng ra một xíu nữa, mình đội vào cho các bạn xem ha. Đây mọi người, khi mình mang vào mọi người, mình thấy cảm giác là nó hơi bị hỏng lên đó mọi người. Nhưng mà thật chất thì mình thấy nó cũng ok, cũng đẹp mọi người. Mang vô rất là êm nha, nó không có bị khó chịu. Tại vì mình thấy nó là bằng da nè, bằng lưới nè. Nhưng mà mang vô thì nó sẽ rất là dễ chịu cái đầu của mình, nó không có bị cấn cái gì hết trơn á. Thành ra là khi mà các bạn mua đúng size thì các bạn mang nó sẽ ok hơn, và nó sẽ dễ chịu cái đầu của bạn hơn ha. Thì cái nón này hiện tại mình đang có size S nè, size M và size L. Thì cái size S và size L thì nó đang chuẩn bị về tiếp. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình, mình sẽ gửi hình chính xác cho các bạn và báo giá chính xác cho các bạn luôn. Nón này hiện tại là mình đang bán 10 mấy triệu. Những cái nón mà thằng rắn hay là ong gì đó thì lúc trước là có tầm khoảng 7 triệu, 8 triệu thôi. Bây giờ nó lên giá rồi mọi người, tại vì Gucci tăng giá rất là cao. Thành ra là những bạn mà xem là những cái clip cũ của mình á, thì khỏi giá thì chúng ta nên lưu ý điều này ha. Tại vì nó đã lên giá rồi, thành ra là nó không còn cái giá cũ nữa. Rồi, nếu mà các bạn thấy cái video này hay, nếu mà các bạn thấy cái nón Gucci đẹp, các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt mọi người.